Sáng nay ngày 26 tháng 7, lực lượng chữa cháy công an tỉnh Bình Dương đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại một công ty rộng khoảng 8.000m2 ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Vụ cháy xảy ra khoảng 6 giờ sáng nay tại công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Nippon Express Việt Nam ở đường Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lúc này, bảo vệ công ty phát hiện lửa bốc lên trong nhà kho nên chạy đến dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong chứa vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh, chỉ ít phút đã bao trùm nhà kho rộng, kèm theo cột khói cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương đã điều 11 xe chuyên dụng cùng 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 7 giờ 30, ngọn lửa đã được khống chế. Hiện lực lượng, phương tiện đang tập trung dập tắt đám cháy để phòng cháy lan. Báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương, diện tích cháy khoảng 2.000m2, không có thiệt hại về người. Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra vào buổi sáng khi người dân đi làm, trẻ em đi học đông nên giao thông ở đường Lê Hồng Phong đang bị cản trở.